Rồi, xin chào anh chị em mình ha. Tôi lại hướng dẫn anh chị em mình cái mà bữa trước tôi có nói, đó là làm sao một MT4 mà mình nhân bản ra nhiều MT4. Vậy là theo cái bài bữa trước đã ok. Thì bây giờ một MT4 làm cách nào để mình đăng nhập vào các tài khoản khác, các sàn khác, ví dụ vậy. Đó, thì mình sẽ làm như thế nào? Thì rất là đơn giản, anh em chỉ cần, ví dụ như MT4 này ha, anh em chỉ cần vào đây và open account này, open account. Đó, chúng ta đến đây, chúng ta kéo xuống dưới, thấy chúng ta chữ add new broker không? Đó, và chúng ta có nghĩa là nó kêu mình hãy nhập thêm những cái sàn môi giới khác vào, nhưng mà trước mắt là nhập tên thôi. Ví dụ như mình muốn nhập là Thin đi, đúng không? Thin có rồi. Ví dụ như mình là thằng này là Fibo thì nó có sẵn Fibo rồi nha anh em. Tức là những cái sàn này nó đã gửi lên cái thằng forex.com gì nó lập trình nó được cái MT4 này rồi. Đấy. Cho nên bây giờ nhá, bây giờ mình ví dụ như sàn nào KVB đi, KVB Brem đi, đúng không? Gọi cho đúng nha, KVB Brem, đúng không? Hy vọng gọi sai nó cũng ra chứ. KVB Brem, đúng không? Đó, thử xem nó có ra không nha anh em. Cái bấm scan. Đó. Scan. Coi ra không? Mới có SNET à? SNET, Fibo. Đây, KVB đâu rồi anh em ạ? À. Đấy, thấy không? Và mình coi mình tài khoản của mình đang ở server nào thì mình chọn server đó thôi anh em. Đó, ví dụ KVB này, KVB RAM này, KVB này ăn lót gớm lắm mà không biết. Không biết là như thế nào đây. Đấy, ví dụ vậy, đúng không anh em? Mình chọn vào thôi, ví dụ như KVB Lite, KVB Lite 2 gì đó vân vân. Đúng không? Đi, chúng ta đi vào. Đó, và chúng ta ok ra thôi, đăng nhập vào. Anh em ha. Đó, chúng ta đăng nhập tài khoản của chúng ta vân vân. Đó. Thì có nghĩa là một tài khoản, một cái MT4 của một sàn chúng ta có thể đăng nhập vào sàn khác được. Mình là mình hay chơi vậy anh em. Thì chơi như vậy thì cũng không sao hết, tại vì mình cũng dùng này thôi, cũng dùng MT4 thôi mà. Đó, vậy thì làm lại anh em nhé. Đầu tiên thì anh em vào đây. Anh em vào trong Open an Account. Anh em ha. Khi Open an Account rồi thì chúng ta kéo xuống dưới nha. Kéo xuống dưới, nít vào cái dấu cộng và chúng ta nhập cái tên của cái sàn mà chúng ta muốn tìm kiếm ra. Thì KVB Thin Market FPS hay gì đó vân vân, chúng ta nhập vào và chúng ta chọn cái server đó và chúng ta bấm scan. Quên, chúng ta nhập tên rồi chúng ta tìm kiếm xong bấm scan, chúng ta nó xuất hiện ra rồi thì chúng ta nhập vào và chúng ta bấm ra thôi anh em ha. Vậy thôi, đó là cách làm đơn giản vậy thôi. Thì do rất nhiều anh chị em hỏi mình cái vấn đề đó cho nên là mình muốn làm một clip cho chúng ta dễ hiểu thôi. Rồi, vậy thì nhắc lại là chúng ta cứ trong VBS hay trong bất cứ đâu chúng ta đều làm được như vậy nha. Chúng ta làm cái kỹ thuật như bữa trước đó, chúng ta vào VC rồi copy path qua, xong rồi chúng ta đăng nhập, đúng không anh em? Rồi chúng ta cứ vào đây, chúng ta open an account. Rồi chúng ta cũng đi tìm cái broker mà chúng ta chơi, là cái sàn mà chúng ta chơi đó. Ví dụ sàn Thin sàn gì đó, sau khi chúng ta tìm xong rồi thì chúng ta đi vào, đúng không? Và chúng ta đăng nhập thế thôi, xong. Trong VBS hay gì cũng vậy nha anh em. Rồi vậy thôi, cảm ơn chị em mình rất nhiều. Chúc anh chị em mình thực hiện thành công được cái kỹ thuật đó. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em mình nhiều hơn về những kỹ thuật sử dụng MT4, MT5. Nói chung nó MT4 và MT5 là gần giống nhau, MT5 thì nó chạy hơi mượt hơn xíu. Sau này tôi sẽ ra được nhiều bài MT5 hơn cho anh em mình thực hành luôn. Rồi, cảm ơn anh chị em mình, chúc anh em mình chơi thành công và mong anh chị em mình đăng ký kênh và like share thật nhiều hơn để mình có nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm hơn, nhiều công cụ hơn, indicator các vấn đề này kia của sàn gửi đến cho anh chị em mình, của sàn, của thị trường và kể cả phân tích thị trường cũng vậy, các kiến thức về forex cơ bản cũng vậy luôn anh em mình. Rồi, cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Bye bye anh chị em.